Tôi đi, mẹ sẽ nấu xanh. Mẹ con nấu nha. Ừ. Nấu không? Nấu không? Ừ. Để xem mẹ nấu nha nhá. Nấu để tải thả ra cho yêu trường nhỉ. Ừ. Xuống đi con. Xuống đi. Chịu vào. Đây, đâu chơi đây. Hãy chơi đâu chơi đi. Đấy. Sát. Đúng rồi, chơi đi. Mẹ nấu san xong, nên xong mẹ chơi rồi nhá. Có gì không à sao? Chả có gì trong đâu. Có tờ giấy con lấy lá ra con đi. Ôi xé à? Hả? Chơi nhá, chơi nhá. Chăm lên con, chăm lên con. Đây. Cho sạch sẽ, thơm tho nhá, để chơi nhá. Sao ngoan thế? Thịt mì đâu nha, ngoan thế. Sao ơi? Ok. Mẹ thải thảm thảm đá nhá. Thảm thảm đá con chơi nhá. Nó đi thảm đây ẩm nhỉ. Chơi đây. Không thải thảm cho mẹ à? Sao? Thải thảm mẹ đi. Ừ. Bỏ chơi lên thảm nhá. Bỏ chơi lên thảm sao? Con lên đây chơi. Ôi. Thế kia. Thấy chưa? Cho con cá heo xuống nhỉ. Con cá heo xuống chơi. Cá heo đây. Wow. Sao sợ cá heo? Sao sợ cá heo à? Đây. Ô xong rồi xong rồi. Xong rồi em này. Xuống chơi đi con. Tôi lại em cá heo này. Chơi nhé, con đang ngồi chơi thảm, ngồi thảm này. Ngồi thảm chơi sao này. Mở hộp lên xem có gì không. Có gì trong không? Chúng mình chơi con, đây. Chúng mình chơi nhá. Cá heo. Sợ cá heo à, hả? Ra bay, ra bay. Này, này, này. Ra bay. Ra.
cải heo này. Cải heo. Ui, leo đồ sữa cải heo. Con cải heo thì đây hùng sự. Này, con nào đi với con hùng sự. Ôi, sợ à? À, sợ à? Thế tôi cũng cải heo ngủ nhá. Tụi mày cũng cải heo ngủ nhá. Các bạn xem bên xám sữa cải heo nấp sau lưng này. Chơi với em cải heo đi. Chơi đi nó. Cho các bạn xem nhá. Leo lên người nó nhỉ, đi qua sư nhé. Yêu nhỉ. Xem móng chân có sáng nào. Móng chân sáng trốn lắm. Nên không nghe chân móng chân nó sáng nhá. Chân sáng đến si. Cho chân lên một nắm, gãi đâu nào. Rồi xuống chơi con. Đi xuống đi. Sửa cả héo mình giáo lên ngươi được tài thật. Đi nhà mong ơi chơi. Mở đắp mày em mới không mở đúng không? Nó hay mở cho các bạn xem ấy. Không cắm nhá. Ăn keo ăn con này. Không được keo mua mà. Sam ơi, cắn hỏng không Sam ạ? Chào mọi người nhá. Chào mọi người không để chơi tiếp nhá. Chào mọi người đi. Mãi chơi quá sao ạ? Chào mọi người nhá. Bye bye mọi người. Sam ơi, đưa tay lên nhá. Bye bye.